Hey, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo của mình nhé. Và ngày hôm nay thì trang phục Rocky Bách Tướng Lão Đại chúng ta đã mở bán rồi. Thì sau đây thì mình sẽ tiến hành vào game để mua trang phục Rocky Bách Tướng Lão Đại và review cho mọi người về hiệu kỹ năng của trang phục này chính thức, xem trang phục này có nên sở hữu không nha. Đồng thời thì mình sẽ review cho người đôi chút, gọi là một số hình ảnh về trang phục Great Bách Tướng Lão Tam, cho mọi người có thể là so sánh với trang phục Rocky Bách Tướng Lão Đại, xem Lão Tam hay Lão Đại đẹp nha mọi người. Đó. Ok, thì sau đây thì mình sẽ review cho người về mà xuất hiện của trang phục Great Bách Tướng Lão Tam. Đó. Thì theo mình đánh giá ấy, thì trang phục Great Bách Tướng Lão Tam đẹp hơn. Đấy, mà xuất hiện cũng đã đẹp hơn rồi, ngoại hình và hiệu kỹ năng cũng rất là đẹp luôn. Đó. Và như thế đây mình có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, các bạn thể bớt chút thời gian các bạn qua kênh Nira Stone mô hình này, mọi người đăng ký kênh. Tiện thể mọi người có thể để lại cho mình một chút thời gian, mọi người like video này ủng hộ mình để giúp kênh của mình sớm lên một chút người đăng ký nha mọi người. Thì kênh này thì mình bán về mô hình đồ chơi ý. Thì anh em nào có nhu cầu mua mô hình đồ chơi thì có thể là qua kênh này để ủng hộ mình nhé, các bạn xem được. Ok, thì một số bạn hiện tại bây giờ đã đăng bán rồi. Không biết là trang phục Great có đẹp hay không thì lát mình sẽ review cho mọi người đôi chút về trang phục Great Bách Tướng Lão Tam nhé. Thì để các bạn có thể là sở hữu được thẻ giảm giá của trang phục Rocky và trang phục Great ấy, thì các bạn sẽ mua cho mình dương combo này. Thì khi các bạn mua dương combo này, các bạn chỉ mất 50 quân huy thôi là các bạn đã sở hữu được hai thẻ giảm giá, một thẻ giảm giá 300 của trang phục Rocky và một thẻ giảm giá 200 của trang phục Great. Thì trang phục Great khả năng là đắt hơn trang phục Rocky ấy, tại vì trang phục Great khả năng là mình nghĩ là 888 quân huy, còn trang phục của Rocky là giá gốc của nó 799 quân huy. Thì khi các bạn sử dụng trang phục hoặc là trang phục mình nghĩ là trang phục Great sẽ phải đắt hơn một chút, tại vì trang phục Great mình nghĩ là rất là đẹp, nhưng mà nó 799 quân huy thì cũng được, các bạn mua đắt hơn là ví dụ 699 quân huy à 799 quân huy đúng không, thì các bạn mua 599 quân huy đã có thể làm giá rồi thì mình thấy là khá là ok và hợp lý. Và trước mặt mọi người là ngoại hình của trang phục Rocky Bách Tướng Lão Đại nhé, mặc dù Lão Đại trông kiểu ngầu thôi mọi người, chứ còn nếu mà đẹp thì không đẹp bằng trang phục của Great Bách Tướng Lão Tam luôn. Tí mình sẽ review cho mọi người về trang phục Great Bách Tướng Lão Tam nhé. Và đừng quên like và chia sẻ cho con clip để ủng hộ mình để mình thêm động lực làm video hay hơn nhé. Đó, thì trước mặt mọi người là trang phục Rocky, thì các bạn sẽ mua, nếu mà các bạn nào có thẻ giá thì các bạn mua trang phục này với giá là 300 quân huy, còn nếu bạn nào không có thẻ giá thì các bạn mua trang phục này với giá là 599 quân huy trong thời gian ưu đãi nhé. Đó. Xịn sò cho mọi người, cực kỳ xịn sò luôn đấy. Đó, ngoại hình thì được cái là một số bạn sẽ bảo là ui trang phục này được cái sảnh sờ đẹp thôi, chứ còn hiệu kỹ năng thì mình thấy đã hơi xoàng một chút mọi người. Những kỹ năng hơi xoàng. Đấy, thì khi mà làm cái xuất hiện không, các bạn sẽ thấy là cầm một cái súng như kiểu là đầu một con kỳ lân rất là to luôn, vác trên vai. Đó. Đằng sau các bạn sẽ thấy có một cái tòa tháp này. Ngầu chưa? Cực kỳ ngầu luôn. Trông hiểu xuất hiện này, sảnh chờ thì trông rất là đẹp, như kiểu là trang phục Red Bull cùng đôi hay là trang phục Dark Lord vị thần. Nhìn cái sảnh này thôi là mình thấy là cực kỳ đẹp rồi. Đó. Sò cho mọi người, cực kỳ xịn sò luôn đấy. Và mọi người đánh giá sao về trang phục Rocky có thể bình luận bên dưới giúp mình nhé. Thì hiện tại thì anh em nào có nhu cầu nạp quân huy sạch khi tìm giá rẻ ấy, thì các bạn thể liên hệ qua số Zalo mình là 0359188642 nhé. Thì các bạn thể nạp cho mình cái gói 290.000, các bạn sẽ nhận được 612 quân huy. Đấy, thì các bạn nạp qua đấy thì các bạn mua, thứ nhất là các bạn mua dương combo thẻ giảm giá, thứ hai là các bạn sẽ mua trang phục Rocky nữa là tổng cộng là hơn 500 quân huy, nhưng mà mình nghĩ là mua quay đấy là khá là hợp lý. Đó. Thì nhiều bạn cũng biết là ngoại hình của trang phục Great Bách Tướng Lão Tam như nào, thì sau đây thì mình sẽ review cho người về ngoại hình của trang phục Great Bách Tướng Lão Tam nhé. Thì hiệu kỹ năng ấy thì mình sẽ review các bạn sau. Đó, nhìn sơ sơ qua về hiệu kỹ năng và màn xuất hiện thôi, các bạn đã thấy là mình khẳng định các bạn luôn, từ giờ đến trưa thì mình sẽ review cho các bạn sau. Để loại là sáng nay mình vội, thế nên mình sẽ review cho mọi người về ngoại hình trước. Đó, mọi người sẽ thấy là Rocky chúng ta sẽ cầm cái này đằng sau có một cái mặt nạ trông rất là ngầu luôn. Ui, đây là nếu mà nhìn sơ sơ qua về cái ngoại hình như này thì các bạn sẽ thấy là như kiểu là trang phục của Guido ấy mọi người. Hay là trang phục khác chứ không phải là, hay là một vị tướng khác chứ không phải Great. Great làm gì có chuyện mà một con bạch tuộc làm gì có chân các thứ đẹp da như này mọi người. Nó tự nhiên bây giờ rất là điển trai thế này thì các bạn không thể nào các bạn bỏ qua, kể cả trang phục Great này nó săn với giá là 1.500 quân huy thì nhiều bạn cũng rất muốn sở hữu đúng không? Đấy, hiệu kỹ năng là rất là đẹp. Đó. Trời ơi, đẹp cái này cơ mọi người.
Ôi, đây không phải là Raoki rồi. Nhìn nhiều bạn thì báo đây Wiro chứ không phải Raoki đó. À đây nhiều bạn để báo đây là Wiro chứ không phải Gret đó. Trời, Gret nhìn trông chả khác gì Gret đấy anh em ạ. Trông khác biệt hoàn toàn luôn. Thế này mà Gret thì tôi cũng chịu đấy. Là thiết kế trang phục này đẹp ngầu lòi như này em không mua được vậy. Hơi phí rồi. Thế này anh em nào mà đại loại là nếu các bạn mua cái gói combo thì giảm giá đấy, thì kể cả bạn mua một trong hai trang phục các bạn vẫn lãi mà. Đấy, tự nhiên các bạn sẽ lãi thêm tầm khoảng 2 đổi 50 con huy lấy 300 con huy hoặc là lấy 200 con huy thì mình thấy là nó khá là lãi rồi. Thế nên các bạn nên mua gói con huy. Hoặc là khi nào mà trang phục vừa sang tuần thì trang phục Crest chúng ta sẽ ra mắt, thì các bạn sẽ lúc đó thì các bạn thấy là ngoại hình đẹp thì các bạn sẽ mua sau. Chứ bây giờ các bạn không cần thiết nhất thiết là các bạn mua đâu. Tại vì là cái dương thẻ giá đó các bạn sẽ được từ giờ đến hình như đến trang phục này ra mắt mọi người. Thế các bạn yên tâm, đến lúc đó các bạn mua vẫn kịp. Đấy thì trang phục của cái trang phục áo đồ đỏ này, một trang phục nữa. Thì trang phục này thì một số bạn sẽ bảo là trang phục của Superman, còn một số bạn nhưng mà lại cưỡi ngựa anh em ạ, cưỡi ngựa. Thế nên là mình nghĩ khả năng cao sẽ chuyển giao sang cho Vocat thì đẹp. Hiệu ứng của trang phục đồ đỏ này mình nghĩ đẹp hơn của trang phục Raoki đấy. Mình thấy là xem qua rồi đó, thì trang phục Raoki này thì mình giá khá là thấp về cái hiệu kỹ năng và ngoại hình trong một trận đấu. Còn trang phục Crest thì từ giờ đến trưa mình sẽ review cho các bạn xem, thì các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ đẹp luôn đấy. Các bạn thấy xong là các bạn mê liền, là các bạn kiểu như rất háo hức luôn đấy. Mình cho các bạn xem như vậy đó. Thì về trang phục Raoki thì như vậy thôi. Mình qua mình đã review cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Thế là bây giờ mình sẽ chủ yếu là review lại cho mọi người xem về hiệu ứng tường này. Đó, chiêu 1 này. Chiêu 1 các bạn sẽ tạo ra một cái mặt sói dưới chân nó, đồng thời sẽ hiện ra sấm sét của nó cuộn xung quanh nó. Hiệu ứng. Chiêu 2 này. Bụp bụp. Đó, chiêu 2 các bạn sẽ lướt ra như kiểu hình cái mặt lần lân đó mọi người. Hiệu ứng này. Chiêu 1, chiêu 2 thì mình thấy là ổn, còn chiêu cuối thì mình thấy xoảng quá. Chiêu cuối thì các bạn thấy là chiêu cuối thì chẳng khác gì mà tạo ra một cái hiệu ứng tròn tròn một tím tím ấy. Đấy. Xong có ba cái mặt nạ xung quanh thôi. Đấy thì người đánh giá sao, nhưng mà trang phục này là trong 2S đầu tiên của Raoki, thế nhiều bạn cũng muốn sở hữu. Ok thì sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và chào các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.